Kính chào quý vị và các bạn, kính mời các bạn xem bản tin Nhà cầm quyền chơi bẩn, dùng luật 331 tấn công ba luật sư bào chữa cho Tịnh Thất Bồng Lai. Điều 331 trong Bộ luật Hình sự năm 2015 mà tiền thân của nó là Điều 88 trong Bộ luật Hình sự năm 1999 có nội dung như sau. Người nào lợi dụng các quyền tự do ngôn luận, tự do báo chí và tự do tín ngưỡng, tự do tôn giáo, tự do hội họp, lập hội và các quyền tự do dân chủ khác, xâm phạm lợi ích của nhà nước, quyền lợi ích hợp pháp của tổ chức cá nhân thì bị phạt cảnh cáo, phạt cải tạo không giam giữ đến 3 năm hoặc phạt tù từ 6 tháng đến 3 năm. Phạm tội gây ảnh hưởng xấu đến an ninh, trật tự, an toàn xã hội thì bị phạt tù từ 2 năm cho đến 7 năm. Công an tại Long An dùng Điều 331 Bộ luật Hình sự để mà tấn công ba luật sư bào chữa cho vụ trong Tịnh Thất Bồng Lai. Điều đang nói là quyền tự do ngôn luận, tự do báo chí và tự do tín ngưỡng, tôn giáo, tự do hội họp, lập hội và các quyền tự do dân chủ khác đã được Hiến pháp Việt Nam đảm bảo. Người dân sử dụng các quyền này đã tuân thủ theo Hiến pháp, tuy nhiên chính quyền của Đảng Cộng sản Việt Nam lại cố tình đánh tráo khái niệm. Xét về hành động thì vận dụng hay lợi dụng cũng là điều là sử dụng các quyền đó. Chính quyền của Đảng Cộng sản Việt Nam ra Hiến pháp nhưng không muốn dân vận dụng Hiến pháp thì họ ghép vào tội lợi dụng rồi bắt bỏ tù. Đây là một sự gian trá của chính quyền Cộng sản. Họ muốn trà đạp lên Hiến pháp nên đã đánh tráo khái niệm rồi tự cho mình cái quyền cấm những hành động mà Hiến pháp đã quy định. Vụ Tịnh Thất Bồng Lai là vụ án gây nhiều tranh cãi. Chính quyền không muốn xã hội bóc phốt bộ mặt thật của cơ quan tố tụng hình sự nên đã dùng tới Điều số 331 của Bộ Luật Hình sự vào năm 2015 để truy bắt các luật sư bào chữa cho nhóm bị can của Tịnh Thất Bồng Lai. Những vị luật sư này am hiểu luật pháp, phân tích phải trái của vụ án trên, nên lòi ra dấu hiệu oan sai mà cơ quan điều tra tỉnh Long An đã gây ra. Do đó, chính quyền đã dùng Điều 331 để mà ghép tội các luật sư. Hành động này, chính quyền là cách che đậy của những tất khuất trong vụ án. Bà Nguyễn Phương Hằng cũng bị bắt vì Điều số 331. Mới đây, Công an tỉnh Long An ra quyết định truy tìm 3 người là luật sư từng bào chữa cho các bị cáo ở Tịnh Thất Bồng Lai. Lý do để họ truy tìm được giải thích là 3 vị luật sư này có dấu hiệu phạm tội, lợi dụng quyền tự do dân chủ, xâm phạm lợi ích nhà nước, quyền lợi ích hợp pháp của các tổ chức cá nhân. 3 luật sư này bao gồm Nguyễn Văn Miếng, 57 tuổi, sống tại thành phố Hồ Chí Minh, Đào Kim Lân, 56 tuổi, sống tại thành phố Hồ Chí Minh và Đặng Đình Mạnh, 55 tuổi, sống tại thành phố Hồ Chí Minh. Công an Long An cho biết, cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Long An đã thụ lý, kiểm tra, xác minh tin báo và đã gửi giấy triệu tập nhiều lần đến 3 người này nhưng họ không đến để làm việc và không có lý do vắng mặt. Có lẽ không ai không biết vụ án Hồ Duy Hải. Đây là vụ án nói lên sự vô pháp, vô thiên và sự tùy tiện của Công an tỉnh Long An. Để ép chết Hồ Duy Hải, Công an Long An đã mua tấm thớt ngoài chợ về làm tang thật thay vì dùng tấm thớt dính máu thật thu tại hiện trường. Rồi con dao gây án cũng mua ngoài chợ, rồi cái ghế được cho là dụng cụ gây án cũng được mua ngoài chợ. Còn dấu vân tay tại hiện trường và dấu vân tay của Hồ Duy Hải cũng không trùng khớp với nhau. Vậy một vụ án này được cả hệ thống tư pháp Việt Nam thừa nhận những vật chứng giả đến như thế. Chưa có một cơ quan công an nào bất chấp như Công an tỉnh Long An. Bàn tay Công an tỉnh Long An đã tạo ra một vết nhơ lớn trong ngành tư pháp của Việt Nam. Nguyên tắc soạn thảo luật pháp là luật mới được làm ra không được chồng chéo với luật khác, không mâu thuẫn với luật khác và đặc biệt ngôn ngữ phải rõ ràng, dễ hiểu, không dùng cách mô tả không rõ ràng. Đặc biệt là các luật không được mâu thuẫn với Hiến pháp. Tuy nhiên, Điều số 331 Bộ luật Hình sự thì không được rõ ràng. Hơn nữa, nó còn mâu thuẫn với Hiến pháp. Tuy nhiên, nó vẫn được nhà cầm quyền Việt Nam sử dụng. Có người cho rằng chính quyền của Đảng Cộng sản Việt Nam sẵn sàng hành động vô pháp nếu họ thấy cần thiết và lúc đó họ sẽ dùng Điều luật 331 mơ hồ này để mà chụp mũ cho những ai có thể làm cho họ lòi ra mặt chuột. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp với bản tin Chính quyền chơi bẩn, dùng luật 331
tấn công ba luật sư bào chữa cho vụ Tịnh Thất Bồng Lai. Quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi YouTube và Facebook của Thời báo .de để luôn được cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn ở bản tin lần tới. Trung Khoa, Thời báo .de. Kính chào quý vị và các bạn, kính mời các bạn xem bản tin Công an Việt Nam yếu nghiệp vụ, chuyên môn nhưng lại rất giỏi bịt mõm. Sau vụ 30 người mặc đồ giản dị xả súng vào hai đồn công an xã, lực lượng công an bị chết và bị thương vong quá nhiều cho thấy công an xã ở hai xã này yếu kém như thế nào. Thêm vào đó, những hành động thà bắt lầm còn hơn bỏ sót của chính quyền cộng sản cho thấy họ đang yếu kém thực sự. Quân số công an Việt Nam, cả chính quy lẫn không chính quy, lên đến hàng triệu người. Thế nhưng họ xử lý những khủng hoảng tấn công vũ trang vô cùng tệ hại. Như vậy, làm sao họ bảo vệ được người dân? Sai thì nhận, yếu kém để sửa, đấy mới là cách để một chế độ tốt lên. Tuy nhiên, với Đảng Cộng sản thì không bao giờ hành xử như vậy, dù cho dưới thời ông Tổng Bí thư nào vẫn như thế. Nếu Đảng sai thì dân phải cầm họng, nếu dân nói Đảng sai thì sẽ bị trừng trị. Những cái sai của Đảng được bộ máy tuyên truyền khổng lồ che đậy, chứ Đảng không bao giờ chịu sửa. Công an Việt Nam bịt mõm dân khi bị bóc phốt. Ban tuyên giáo, Bộ Thông tin Truyền thông chỉ biết tìm cách tấn công lại những chỉ trích trên truyền thông mạng xã hội, còn lực lượng công an chỉ biết ra sức bắt bớ những người bóc phốt chế độ. Nếu nhẹ thì phạt tiền, nếu nặng thì bỏ tù. Ngoài ra còn có lực lượng công an tác chiến trên mặt trận điện tử để đánh phá những trang web và những tài khoản trên mạng xã hội dám bắt phốt Đảng. Với tầng lớp như vậy thì Đảng Cộng sản Việt Nam vững tin rằng họ làm sai thì họ sẽ có cách để không cho ai bóc phốt, không cho ai có thể lên tiếng. Đó là nguyên nhân chính dẫn đến kết quả là Đảng Cộng sản không bao giờ chịu thay đổi để tốt lên. Vào ngày 13 tháng 6, báo chí cho biết một người đàn ông 38 tuổi bị Phòng An ninh Chính trị Nội bộ, Công an tỉnh Quảng Nam xử phạt tới 5,5 triệu đồng về hành vi cung cấp, chia sẻ thông tin giả mạo, thông tin sai sự thật, xuyên tạc, vu khống, xúc phạm uy tín cơ quan, tổ chức. Căn cứ theo Nghị định số 15/2020, người đàn ông này sống tại Hội An. Điều đang nói là báo chí không chia sẻ nội dung bài viết của người này để bạn đọc kiểm chứng xem anh ta xuyên tạc ở điểm nào. Nghiệp vụ thì kém và sợ chết nên công an đẩy nhiệm vụ nguy hiểm cho hiệp sĩ đường phố. Tốt khoe, xấu che là bản chất của chế độ Đảng Cộng sản. Những gì họ giấu có nghĩa là những điểm đen thực sự mà họ đang có. Họ sợ người dân biết được. Được biết, những tài khoản Facebook bị chính quyền quy kết là phản động thường không ngần ngại chia sẻ những thông tin trái chiều mà chính quyền thường dựa vào đó để quy kết và chụp mũ cho họ. Những người ngay thẳng, những người dám nói lên sự thật thì chẳng bao giờ phải giấu giếm điều gì. Theo lý thuyết thì lực lượng công an là lực lượng được sinh ra để bảo vệ nhân dân. Nhưng mà lực lượng này có khả năng tác chiến tệ như ở trong vụ Đồng Tâm hoặc vụ Đắk Lắk thì làm sao có thể bảo vệ được sự bình yên cho dân chúng. Cho nên người dân có quyền đặt câu hỏi, có quyền phân tích và có quyền chỉ trích những điều này. Một người dân sống ở thành phố Hồ Chí Minh cho biết những cuộc ẩu đả chém nhau giữa các nhóm giang hồ rất nguy hiểm đối với người dân. Khi xảy ra vụ việc như vậy, dân gọi điện thoại cho công an, nhưng khi đang còn hỗn chiến, công an không bao giờ xuất hiện, mà họ đợi đến khi tàn cuộc, khi chuyện đã rồi, họ mới đến. Người này đặt câu hỏi rằng những người công an được đào tạo nghiệp vụ bằng tiền thuế của dân, được trang bị vũ khí bằng tiền thuế của dân và được hưởng lương cũng bằng tiền thuế của dân. Vậy thì trách nhiệm của họ ở đâu trong lúc người dân đang gặp nguy hiểm? Thời ông Tô Lâm làm Bộ trưởng Bộ Công an thì binh yếu tướng đồng. Tại thành phố Hồ Chí Minh và tỉnh Bình Dương, cảnh sát hình sự thì đông như quân nguyên, nhưng hồi rồi họ lại để nhiệm vụ săn bắt cướp cho các hiệp sĩ đường phố. Có trường hợp hiệp sĩ đường phố phải bỏ mạng vì máu liều, làm thay việc của cảnh sát hình sự. Với lực lượng như vậy thì làm sao họ có thể bảo vệ được sự bình yên cho dân chúng? Thiết nghĩ với sự yếu kém như thế, ông Tô Lâm cần phải chi ngân sách ra để huấn luyện tốt hơn cho công an. Cần phải đuổi hết những công an viên vô dụng, dùng quỹ lương đó để nâng lương cho những người có nghiệp vụ giỏi và có trách nhiệm. Tại sao ông Tô Lâm không chịu làm?
Quý vị và các bạn vừa theo dõi trên truyền hình trực tiếp với bản tin Công an Việt Nam yếu nghiệp vụ chuyên môn nhưng lại rất giỏi bịt mõm. Quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi YouTube và Facebook của Thời báo.de để luôn được cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn ở bản tin lần tới. Trung Khoa, Thời báo.de